vấn với chúng tôi. Kim Thanh đã nói rằng thời điểm mà đội tuyển nữ Việt Nam vừa mới giành tấm vé dự World Cup, Kim Thanh nói rằng mức ước mơ của em đó là một lần trong đời có thể giành danh hiệu quả bóng vàng nữ. Và sau đúng 2 năm thì ước mơ ấy đã thành hiện thực, và tôi tin rằng ngày hôm nay Kim Thanh và rất nhiều người thân của mình có mặt trong khán phòng này có những cảm xúc hết sức đặc biệt. Xin mời Kim Thanh.